Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đức Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Bính Tuất tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ ngày Bính Tuất tức can sinh chi, nghĩa là họa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, ốc thượng thổ kỵ tuổi canh thìn nhâm thìn ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục, xung với thìn hình mùi hại dậu phá mùi và tuyệt thìn. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ hợi, quý sửu, quý tỵ và quý mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt ngoại việc, sao thiên quý tốt ngoại việc, sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, sao tuế hợp tốt ngoại việc, sao giải thần đại cát tốt cho việc tế tự tố tụng giải oan trừ được các sao xấu. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt ngoại việc, có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao địa tặc xấu đối với khởi tạo an táng, khởi công động thổ xuất hành, sao trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng, khởi công xây dựng về nhà cửa, sao tứ thời cô quả kỵ về an tự ác táng, sao không phòng kỵ về cưới hỏi, sao quỷ khóc xấu đối với tế tự an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây nam, tài thần hướng chính đông. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy ngày được chính ấn ở bên trợ mệnh. Người tuổi Tý tự tin vào khả năng của mình, bạn đứng ra nhận những nhiệm vụ mà không phải ai cũng sẵn sàng tiếp nhận. Hãy nhân cơ hội này để khẳng định bản thân và ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Với sự kiên trì bền bỉ, bạn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình dù cho có không ít khó khăn trở ngại bùa vây. Rồi những trái ngọt cuối cùng cũng sẽ xuất hiện và giúp bạn mở ra cánh cửa thành công phía trước. Ngày ngũ hành thủy khắc thổ, chuyện tình cảm của các cặp đôi chẳng mấy yên bình. Đôi bên vì những hiểu lầm vụn vặt mà không ngừng tranh cãi. Cả hai chẳng ai chịu nhường ai, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn trước. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tự tin vào chính mình, thành công sẽ đến. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tình cảm đôi lứa nhiều khúc mắc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện hơn so với trước. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, đừng lơ là, chủ quan dù trong bất cứ tình huống nào. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đừng bỏ lỡ cơ hội khẳng định vị thế của bản thân. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 88, số 23. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Vâng. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe,
vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất Sửu Mùi gây trở ngại cho vận trình sẽ tác động không nhỏ đến tinh thần của tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này. Bản mệnh trở nên muộn phiền lo lắng khi bị những áp lực của cuộc sống dồn nén. May mắn có chính tài xuất hiện mang theo tia sáng đầy hy vọng đến cho bản mệnh. Chỉ cần bạn làm tốt công việc của mình thì các khoản thu nhập sẽ theo đó mà tăng tiến dần thêm. Cơ hội tăng lương tăng thưởng có thể nằm ngay trong tầm tay bạn đó. Ngày thổ khí vượng, bạn nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, đừng chủ quan kẻo bệnh tật tìm đến lúc nào chẳng hay. Với chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh, bạn có thể mắc các bệnh về máu huyết, bệnh về tim mạch hay đường ruột. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, tài lộc ổn định, có xu hướng tăng tiến mỗi ngày. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, nỗ lực không ngừng để không bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, tình cảm gia đình hài hòa. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, chớ lơ là với sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, không thôi lo lắng muộn phiền vì những áp lực trong cuộc sống. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 93, số 41, số 07. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, vàng. Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi ngày mới, được cục diện ngũ hành tam hợp, Dần Ngọ Tuất trợ mệnh, mang đến những tác động khá tích cực cho vận trình của người tuổi Dần trong ngày hôm nay. Đặc biệt là trong các mối quan hệ xã giao, bạn nhận được sự yêu mến và nể trọng của mọi người xung quanh, nhờ thế mà công việc của bạn cũng trở nên trôi chảy hơn trước khá nhiều. Tuy nhiên, tỷ thiên chiếu mệnh chính là lời nhắc nhở bản mệnh chớ để bản thân rơi vào cuộc chiến chia bè kết phái trốn công sở. Những rắc rối này có thể khiến cho mọi công sức của bạn suốt thời gian qua đổ sông đổ bể đó. Chuyện tình cảm của người độc thân cũng không mấy tiến triển trong ngày ngũ hành mộc khắc thổ này. Giữa bạn và người ấy còn một khoảng dài ngăn cách mới có thể đến được với nhau. Hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện và kéo gần hai trái tim lại với nhau hơn nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, chớ để bản thân vướng vào những rắc rối thị phi không đáng có. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ trở nên hài hòa tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, sức khỏe có dấu hiệu sụt giảm đáng kể, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, gia đạo bất hòa, có an yên. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, công việc thuận lợi suôn sẻ hơn trước khá nhiều. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 50, số 97, số 11. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi phương Đông thấy rằng ngày mới được lục hợp che chở, công việc của người tuổi Mão thêm phần suôn sẻ hanh thông hơn hẳn so với thời gian trước đó. Việc hợp tác làm ăn của bạn cũng đạt được những kết quả rất đáng mong đợi. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện, có vẻ như có không ít kẻ xấu bụng đang muốn nhăm nhe lợi dụng và chiếm đoạt số tiền mà bạn có trong tay. Bạn phải thật tỉnh táo trước những lời đường mật, đừng để bản thân rơi vào cạm bẫy lúc nào chẳng hay. Lại thêm ngũ hành thổ mộc xung khắc, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả là do hai người quá cố chấp, chẳng chịu lắng nghe đối phương khiến cho tranh cãi diễn ra liên miên. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, cẩn thận rơi vào bẫy lừa gạt của kẻ xấu.
Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, công việc hanh thông suôn sẻ không ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, sức khỏe có phần giảm sút hơn so với trước. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, bầu không khí gia đình trở nên nặng nề, u ám hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, hợp tác làm ăn thuận lợi hơn trước. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 14, số 85, số 01. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp thấy rằng, do chịu ảnh hưởng của cục diện Thìn Tuất tương xung, người tuổi Thìn khó giữ được bình tĩnh mà nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè hay đối tác trong ngày chủ nhật này. Nếu đôi bên không ai chịu nhún nhường thì sẽ khiến cho tiến trình công việc gặp nhiều trở ngại hơn nữa. May mắn có thiên tài ghé thăm nên con giáp này không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Vận may bất ngờ tìm đến, bạn có thể được trúng thưởng, trúng số hay thậm chí được người khác cho tặng tiền bạc nữa. Hãy nhân cơ hội này thử xem vận may của mình tới đâu nhé. Thổ khí vượng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, bạn nhanh đuối sức hơn, không nên làm việc quá nặng nhọc trong ngày này. Hãy cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để đi ngủ sớm. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, vận may tiền bạc tìm đến, đừng bỏ lỡ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, hãy dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, bất đồng nảy sinh, mối quan hệ xã giao nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, chớ nên tác động đến vị trí nhân thần trong ngày này. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 45, số 18, số 72. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: cà phê, nâu. Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận thấy, bước sang ngày mới được thực thần ghé thăm, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trở nên sáng rõ hơn bao giờ trong khoảng thời gian này. Nhất là với những người làm nghề tự do, đây là cơ hội hiếm có để bạn kiếm tiền về đầy tay đó. Ngoài ra, với số tiền có được trong tay, bạn cũng đừng vội tiêu xài phung phí, hãy sử dụng nó một cách hợp lý, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh đầy khó khăn này. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể là điều bạn cần làm ngay lúc này. Đào hoa khởi vượng, người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia của mình trong ngày hỏa sinh thổ này. Bản mệnh đừng vội từ chối những lời hẹn gặp hay lời giới thiệu mai mối của bạn bè hay người thân xung quanh, có thể bạn sẽ gặp được nhân duyên của đời mình lúc nào chẳng hay đó. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tiền bạc đầy tay, chẳng lo túng thiếu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, học cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý thay vì tiêu xài phung phí. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, đừng vội từ chối những lời hẹn gặp mặt giao lưu với người khác giới. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, nhân duyên vượng, cơ hội tìm được nửa kia đang tới. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đừng để sức khỏe suy yếu ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 80, số 51, số 09. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc,
bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Chủ nhật này có tam hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Ngọ trở nên hanh thông phơi phới, chẳng có điều gì có thể cản được bước đường thăng tiến ngày càng rạng rỡ này của bạn. Bạn có thể còn ký kết được những hợp đồng vô cùng triển vọng trong khoảng thời gian này nữa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thương quan nhắc nhở con giáp này cần phải hết sức cẩn trọng trong từng quyết định hành động của mình. Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng có thể kéo theo tất cả cơ đồ sự nghiệp mà bạn đã gây dựng bấy lâu xuống bùn đen. Ngày hỏa thổ tương sinh, sau bao sóng gió, cuối cùng thì hai người cũng có thể trở về lại bên nhau. Cả hai dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tình cảm lứa đôi nhờ thế mà ngày càng trở nên khăng khít hơn. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim, mưu sự dễ thành, không lo ngáng trở. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy, cẩn trọng trong từng quyết định kẻo gây ra sai lầm đáng tiếc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa, có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đầy triển vọng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ, tình cảm lứa đôi vượt sóng gió để trở về bên nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, chớ nên chủ quan. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 72, số 03, số 46. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Chịu ảnh hưởng không mấy tích cực của cục diện Mùi Tuất tương phá, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình người tuổi Mùi vì bất hòa mâu thuẫn mà dần trở nên xa cách nhau hơn. Đôi bên chỉ vì những lời nói không suy nghĩ mà khiến cho đối phương phải chịu không ít tổn thương. May mắn là vận trình tài lộc của con giáp này có vẻ khởi sắc hơn hẳn khi được chính tài độ mệnh. Các thần chủ về tiền bạc này báo hiệu các khoản thu nhập từ công việc chính của bạn đang có xu hướng tăng tiến lên trong thời gian này. Đây là phần thưởng cho những vất vả của bạn trong suốt thời gian qua. Thổ khí vượng khuyên bản mệnh nên giữ gìn sức khỏe trong thời gian này. Điềm báo không tốt cho sức khỏe của bản mệnh trong những ngày hè nắng nóng này, sức khỏe không ổn định, dễ cảm thấy bức bối khó chịu. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Sức khỏe là vốn quý, cần luôn quan tâm bảo vệ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy. Mối quan hệ gia đình bất hòa mâu thuẫn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa. Tài lộc có xu hướng tăng tiến mỗi ngày. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ. Nỗ lực làm việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc. Đừng dễ dàng nói ra những lời nói khiến đối phương chịu tổn thương. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 85, số 39. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận thấy có quý nhân tương hội ở bên trợ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Thân dần trở nên tươi sáng hơn trước. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp đem đến cho bạn những mối làm ăn triển vọng, có thể mang về nguồn lợi nhuận đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, đừng chủ quan lơ là trong bất cứ tình huống nào, bởi thiên quan luôn rình rập, có thể khiến cho những nỗ lực của bạn tan thành mây khói lúc nào không hay. Lúc này điềm báo tiểu nhân vượng, bản mệnh cũng cần hết sức đề phòng kẻo bị hãm hại bất ngờ. Chuyện tình cảm của con giáp này tiến triển hơn khá nhiều trong ngày thổ sinh kim này. Đôi bên dù không có nhiều thời gian bên nhau nhưng vẫn biết dành cho nhau những quan tâm ấm áp và ngọt ngào. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy, hành động chủ quan dễ để lộ sơ hở. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa,
tình cảm gia đình trở nên hòa thuận ấm áp hơn trước. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nên chú ý đến những dấu hiệu bất thường dù là nhỏ nhất trên cơ thể. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tiểu nhân rình rập có thể ra tay hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, lứa đôi biết dành thời gian quan tâm và chăm sóc cho nhau. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 24, số 80, số 11. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xám, ánh kim. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Tiếp nối tử vi hàng ngày phương Đông thấy rằng được tam hội độ mệnh, những khó khăn trở ngại dần được đẩy lùi, con đường tiến đến thành công của người tuổi Dậu dần trở nên sáng rõ hơn. Với quyết tâm và những nỗ lực không ngừng, con giáp này đã sớm thu được những thành quả rất đáng ngưỡng mộ. Lại thêm chính quan soi rọi, tinh thần trách nhiệm làm việc hết mình của bạn nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Bạn sẽ được trao thêm nhiều trọng trách hơn trong khoảng thời gian tới, hãy nắm lấy cơ hội để khẳng định mình ngay nhé. Sức khỏe của bạn đang dần được cải thiện khá nhiều trong ngày thổ kim tương sinh này. Bạn quan tâm đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện mỗi ngày hơn, nhờ thế mà sức đề kháng cũng đã tăng lên đáng kể. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần này nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nỗ lực không ngừng của bạn sẽ sớm được ghi nhận. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, sức khỏe được cải thiện hơn mỗi ngày. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tình cảm lứa đôi có đôi chút khởi sắc hơn trước. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào tìm đến với bạn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, con đường đến thành công dần sáng rõ hơn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 18, số 05, số 86. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xám. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy, trong ngày được thiên tài ghé thăm, người tuổi Tuất có thể đón nhiều vận may tiền bạc đến không ngờ. Nhất là với những người có nghề tay trái, bạn sẽ nhận được một khoản thu nhập không hề nhỏ trong khoảng thời gian này. Những người làm ăn kinh doanh cũng dần nhạy bén hơn với thời cuộc, bạn bắt kịp xu hướng nên vẫn có thể thuận lợi thu tiền về tay trong thời kỳ dịch bệnh đầy khó khăn này. Chỉ cần bạn luôn vận động và thay đổi không ngừng, chắc chắn không trở ngại mà bạn không thể vượt qua. Ngày này bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân, mọi người xung quanh sẽ chú ý đến bạn hơn lệ thường. Cải thiện cuộc sống chính là mục tiêu hàng đầu của bạn ở giai đoạn này, hẳn nhiên bạn sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn một chút nhằm nạp năng lượng đấy. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, luôn vận động và thay đổi không ngừng, cơ hội sẽ tìm đến. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, chớ nên lơ là. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tiền bạc đổ ầm ầm về túi nhờ kinh doanh buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, đừng bỏ cuộc khi đối diện với những khó khăn trước mắt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 27, số 75, số 02. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, vàng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc,
bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem tử vi hàng ngày cho thấy có thiên ấn ở bên giúp sức, người tuổi Hợi tự tin hơn vào năng lực của mình, bạn không ngần ngại thể hiện quan điểm của mình một cách vô cùng cởi mở. Những ứng biến cũng như sức sáng tạo không ngừng của bạn đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh rồi đó. Ngày thủy thổ bất dung, con giáp này chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. Dù đôi bên có bất đồng hay hiểu lầm như thế nào, cả hai cũng nên ngồi lại và trò chuyện một cách nhẹ nhàng và thẳng thắn. Tranh cãi sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Xem ngày tốt xấu cho thấy, hôm nay người tuổi Hợi xuất hành đi xa, nên ưu tiên chọn giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt trong ngày để gặp nhiều may mắn, tránh được những rủi ro không đáng có. Hướng tốt trong ngày gồm có hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Chính Đông. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, nhận được đánh giá cao nhờ sự linh hoạt và sáng tạo. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, sức đề kháng giảm sút có thể khiến cho bệnh tật tìm đến. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, dễ vì nóng giận mà nói lời tổn thương đối phương. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nên trò chuyện thẳng thắn, đừng để bất đồng mâu thuẫn đi quá xa. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 12, số 86, số 37. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.